cô đã đánh ghen với anh đó, là bởi vì anh đã có cái thằng thiếu tá Việt Cộng nó có combo, nó chết ở cái trại ở cái nhà cái bệnh viện Bạch Mai. Thì hai cái hồn đó nó quen nhau, một người chết ở bệnh viện Bạch Mai, một người chết ở Trường Sơn, thì nó đang thang nó quen nhau, nó yêu nhau. Thì cái anh Nghĩa này á, tối nào vô một cái á là cũng ca vòng cổ. Thì cái hồn của cái con ở Bạch Mai á, nó mê anh này, mê anh Nghĩa vì cái giọng ca vòng cổ. Ma mà mê người. Rồi tối mấy con đừng ca hay quá nha. Rồi lúc đó á, cái thằng mà ở sáu hút gió rồi Việt Cộng á, nó giãn cơ, nó đánh ghen. Nó nói cái con này đó, con nợ tên gì tôi quên rồi, biết sẽ đi. Con này là người yêu của tao, tại sao mày được yêu nó? Thằng này, anh Nghĩa này, anh mới nói là thôi làm gì có, tao là người chân, nó là người ấy, tao đâu có biết cái gì. Nó nói là mày ca hay quá, nó mê mày. Ở tao nói anh nó mê thì tao cũng đâu có biết rõ, tao ca được mày, người trung phòng này nghe thôi, cho tao đâu có ca chưa đâu nghe. Phải. Nó đánh gian á, đó thành ra mình thấy cái cảnh nó rất là yêu. Rồi còn nói về cái chuyện mà hồi nãy kia khỏi sao? Cái thẻo lỗ tai. Cái thẻo lỗ tai, anh vô một cái anh ngồi. Anh ấy chửi thề, em hả? Thấy không? Sau này á, mà tao mà ra khỏi tù đó, thấy không? Mà có cái ảnh là của người trong nhóm cơ, anh biết cái vận mệnh đất nước mình sau này sẽ có cái sự lật ngược. Thành anh nói sau này đó có chuyện gì đó, tao cứ giết một thằng Việt Cộng, tao lấy xẻ một lỗ tai, tao xẻ một lỗ tai tao đeo lên ngực á, thấy không? Đeo như vậy cho nó khổ quá. Thì đụng một cái buổi tối á, đại tên mẫu giãn cơ, ngài trách cho không biết các ngươi còn hận thù nhau đến bao giờ. Không biết các ngươi còn hận thù đến bao giờ. Thì ngài mới nói, các ngài đã dặn rồi, không có lấy án oán, lấy oán mà trả oán không có được, phải lấy ơn. Mà đến giờ này vẫn còn vậy. Mà cái người đệ tử này này, nếu xeo một mỗi người thấy một căn thì còn xeo một lỗ tai thì sâu một cái đeo lấy cổ á, thì như vậy á là không được. Thành ra ngài trách, thì Nghĩa này mới ai vậy đó, con là con khổ quá rồi thì con ấy vậy thôi, còn lúc đó thì con nghe lời thật vì dạy không thôi, anh nó đâu có làm đó để dạy này. Anh sau này anh về được, anh qua bên Pháp, anh có vợ anh bên Pháp á, thì thỉnh thoảng á lúc mà tụi tôi mới qua năm 91 qua đây, 92 anh nó có gọi thư qua, anh nói là bên Mỹ á, sao chỗ này đi chỗ nào thì có nhà ở gì anh qua thăm. Thì đúng một cái anh bình anh mất bên Pháp á, năm 92 anh mất. Anh Nghĩa anh khoảng 16 tới ngày hôm nay, là thời đó tới thời nay là bốn mấy năm đúng không? Thì vụ lúc đó còn nhỏ xíu đâu biết trời đất gì, nhưng mà rồi là người truyền thừa của những cái gì mà bề trên cơ vận cơ trời mà đi cho cái nước Việt xã nghiệp. Nhưng mà có một lần mấy vị nói Hồ Chí Minh ký hiệp ước với cha 80 năm, nhưng mà bây giờ hút 20 năm rồi đó. Hả? Bởi vì cái thời thường mới á. Tại vì trong rõ ràng trong mấy vị nói là Hồ Chí Minh được cai quản nước Việt 80 năm thôi, rồi sau đó sẽ trả lại. Tức là nước mình hồi xưa giết chim thành nhiều hay là tội lỗi nhiều quá, nhưng mà phải để cho một cái nước tan tác, đưa cho một cái tập thể làm cho cái đất nước không phát triển như vậy, là mình có cái tội trả cái nghiệp. Rồi sau đó đến một vị chuyển lương thánh dương, con của trời xuống để mà làm lại một cái xã hội mới là 80 năm. Thì theo sư phụ biết á, không biết sao mà mất 20 năm là sư phụ bây giờ năm mấy tuổi, chứ đúng ra 20 mấy tuổi là ngon lành luôn. Mạnh như trâu. Hồi xưa sư phụ ăn cơm lần câu bự nè con, tại trong đời chưa bao giờ sư phụ làm dưới 10 tiếng hoặc 12 tiếng, 16 tới 20 tiếng thôi, ngủ ngày 4 tiếng là suốt cuộc đời này. Trời ơi, mạnh dễ sợ luôn, do vậy đó. Thấy trâu còn yếu hơn. Mà giờ thấy không? Xin mổ chân nè, rồi mắt kiến cận nữa. Vậy mà cơ trời vẫn chưa tới, vẫn ngồi chờ hoài. Sư phụ, Việt Cộng nó cai quản Việt Nam mình bắt đầu từ năm 1945 phải không?
đâu, hồi Hồ Chí Minh ông nói là 80 năm trên cũng nói 80 năm, nhưng mà bây giờ đúng ra là 100 năm rồi. 80 năm ông đã xài giao đời. Giao đời. Không, bởi nhưng vì, bây giờ đã hút 20 năm. Bởi vì cái thường quân, trung quân, hàng quân, quân như vậy là 1.000 năm. Năm 1.000 năm, 2.000 năm, 3.000 năm, bây giờ 2023. Tức là 2.000 á, năm 2.000 á là về hàng quân rồi. Còn 2023 này là của thường quân. Nhưng mà cái hàng quân á, nó lớn quá. Thường quân 23 năm. Nó lớn qua 20 năm. 23 năm. Đó là đúng năm 2000 á là hết cái khổ của trái đất. Nhưng mà coi như là bị ốm chút xíu đi phải không? Lên có 20 năm mà nhầm gì? Trời ơi, 20 năm. Cái ông bác này á, hồi nãy nghe nói là mã đời Dương cứ anh hùng tận 3 năm là ổng la rồi. Bữa là sư phụ cũng là buồn rồi. Cái bị mấy vị la. Ngày á, 3 năm mà lâu quá. Nhưng mà cái bài này là hồi xưa mấy vị cho cái này nè. Thời cơ chuyển biến khắp nơi, ba thu nói tiếc tan đời lũ hung. Ba thu là mình bắt đầu từ mình không biết là thu nào phải không? Trời Âu quỷ đỏ cáo chung, tức là cái câu này quý vị nói là quỷ đỏ là ai nghe, trời Âu quỷ đỏ là ở bên châu Âu đúng không, là nghe đó. Cáo chung là đúng rồi, là bài này trúng với thằng Nga thua Ukraine nè. Trời Âu quỷ đỏ cáo chung, trời Nam thập vũ cuồng phong đổ vào. Trời Nam là đâu ta? Trời Nam nước Việt phải không? Cuồng phong thập vũ trời Nam thập vũ cuồng phong đổ vào. Phen này bọn khỉ lao đao, bây giờ là quá lao đao rồi, hết tiền rồi, dân đang đói rồi, nhà cửa bán không được, hết thời vắng bóng núp vào đảng Lê. Tức là vẫn còn núp theo cái đảng Lê nè. Phen này những kẻ si mê bừng cơn tỉnh dậy tàn đi thế cờ. Nhưng mà hiện giờ còn đang si mê mấy anh nằm dũng đây mà chửi chùa hoài là đang si mê đúng không? Nó nói chùa ảo, nhưng mà chùa nói thẳng á, người nào nói chùa là ảo nó là ảo, người nào nói Thiên Tấn Kiệt là tà nó chính là tà. Tại vì ai mà giận chùa người đó vô lý, tại vì không có làm gì phiền ái chứ, sáu không chỗ công có làm gì sai đâu. Còn người nào á mà không tin cơ trời, không tin thiên tâm, không tin nữa, đó là con của ma quỷ. Chỉ có đơn giản mình phải hiểu như vậy. Không còn gì để thắc mắc trong giây phút này hết. 5 năm rồi, mệt với tụi nó rồi. Bừng cơn tỉnh dậy, tàn đi thế cờ, mai này nói lại vần thơ. Đó là Sài Gòn vui nhuộm lại đúng không? Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đồ đi ra ca ở mấy cái quán cà phê đêm một kênh sơ rồi ca nhạc rồi lên rầm rầm không. Giờ giờ tụi nó ngạn quả ca ở San Jose. Lúc mà Đàm Vĩnh Hưng ra bà con đứng gì bỏ đi. Nãy sư mẫu kể. À, nguyên cái băng ca sĩ Việt Nam nó ca ở San Jose mình nè. Sư phụ mới kể. Tới đó lên ta bỏ đi cũng tội nghiệp đó. Ở với chế độ Việt Nam mà muốn nổi tiếng là phải nịnh hót phải không? Mai đây nó lại vần thơ. Nhấp cho cạn chén, cạn lời Quỳnh Tương. À, tức là nhắc là chuyện cũ đó, bố với bác này mốt làm bạn để lấy điện thoại đi, đó, về nhậu rồi ở Sài Gòn rồi, không dĩ hè rồi. Nhấp cho cạn chén, cạn lời Quỳnh Tương, thành tâm đốt lại nén hương. Tức là những bạn cũ HO mà nó thằng nào chết á, rồi đem cái linh vị nó lên máy bay phải không, cho nó về cho nó mừng này không? Tại cái hồn cũng mừng được mà. Thánh thần chứng giác muôn đường còn ta, mai đây chảy hội chào hoa. Chào hoa là hồi xưa trong trong cái trại tù của ông ở đâu có cái gì ngoài có cái bông rừng với nước trà thì lúc đó Đức Thầy mới đặt tên là thôi mấy ông nội này kêu là chào hoa, tức là cái hội vậy đó. Độ dân giúp nước mọi nhà yên vui, mai đây hết ngược hết xuôi, tức là không còn khổ nữa. Quận buồm yên gió, đò tôi kính người, mai đây đón lại xuân vui. Các thuyền biển xứ nổi trôi tìm về, khắp năm châu từ ở đây Đan Mạch phải không? Yeah. Anh phải không? Úc phải không? Điệp khắc cái gì luôn á, du học sinh gì, cộng sản quốc gia gì cứ về hết. Là mấy vị mới dùng cái câu nè, các thuyền
diễn xứ nổi trôi tìm về. Mai đây rủ sạch u mê, hết kỳ pháp nạn, gia thơi trùng phùng. À, hết kỳ, hết cái xả cái nghiệp rồi đó. Thì là mọi nhà gia thơi trùng phùng, không còn làm cô dâu Đài Loan nữa phải không? Giữ cho hiếu đạo thủy chung, giảm thù tiếp bạn, chăm lòng nở hoa, tòa sen tỏ ánh Phật bà, có ta dưới bệ chiếu xa độ trì, chiếm hiền tỏ cánh bay đi, hợp đoàn tìm ảnh từ bi quay quần. Có nghĩa là cái câu này Đức Thầy nói là này của Đức Thầy nha. Chiêm hiền tỏ cánh bay đi, tức là chiêm hiền là tất cả khắp năm châu hợp hợp đoàn tìm ảnh từ bi quay quần, tức là có cái bài thơ Đức Thầy nói là thiên tâm nhân nhất tụng nam mô đó. Những cái bài này là của Đức Thầy không hết. Thì cái bài này là họ thiên là hợp quần từ bi, là chỉ có đạo thiên tâm bây giờ để mà thay người ta thay đổi cái suy nghĩ, ăn hiền ở lành, hợp đoàn tìm ảnh từ bi quay quần, nhớ hợp nên mấy con đừng để chia rẽ. Nhân tài xuất hiện khắp cùng ngõ, nhân tài nữa không, xuất hiện nhân tài quá trời luôn đó, nhân tài xuất hiện khắp cùng, nghĩa là 6 triệu người. Chẳng lẽ ở nước Mỹ này có một thằng Elon Musk, nó sanh ở Africa, nó đâu phải sanh ở Mỹ. Nên nhớ thằng Elon Musk nó là người Africa mà tự về bên nước của nó không có phát triển, cho nên nó qua đây. Ở Mỹ này toàn là mọi người không à, ông Trump bên Đức mà, rồi thằng Facebook nó bên Do Thái đúng không. Thì nước mình tại sao bao nhiêu nhân tài đang có sẵn, chất xám không à. Mấy vị nói đó là một cái món quà quan trọng của Thượng Đế đã ban cho nước Việt là giải chúng ta ra khắp hải ngoại, để mà sau này đến một ngày mà quay quần bay về là đưa nước Việt lên, là nhờ giống như người Do Thái thời xưa mà mình mạnh hơn Do Thái nữa. Người Việt bây giờ là vì cái chính sách của Việt Nam Cộng sản sau 75 nó ra hải ngoại để làm cho mình không có đoàn kết. Chứ còn mà cái chính sách đó mà cái nước Việt Nam mới là bảo đảm người Việt Nam mình hơn mấy Nhật, đoàn kết hơn, thương hơn. Khổ quá rồi, còn chống cái gì nữa. Hết chống luôn. Kim Ly Hồ với Tạ Đức Chí lúc đó ngồi ôm nhau khóc. Hai chị em nói hồi xưa tôi xin lỗi Chí nha. Chí nói, em cũng xin lỗi chị nha. Vui không? Cái gì vui? Thì mọi người đoàn kết hết, nhân tài xuất hiện khắp cùng, minh quân tỏ rạng, vua chung nước nhà. Minh quân tỏ rạng tức là có minh quân thì con biết rồi đó. Thiên cơ khó lậu quá xa, vững tâm tin tưởng lời ta phán triệt. Nhiều bài lắm, bài nào ở trên cũng nói là chim hiền bay về, có rồng hổ mệnh, có đà thì cứ đà mà đi. Thì giờ con thấy rồng hôm qua mấy ông bay đầy á, rồi nào đó cũng thấy có rồng hộ mệnh cứ đà mà đi, minh quân tỏ rạng khắp miền. Một máy quay, hai máy quay, ba máy quay, bốn máy quay, trời ơi cái này quay ơi bí mật nghe đừng mày có thất tình vậy trời, tôi chọc hôm nay bí mật rồi, bật mí hết trơn rồi. Đây có nhân chứng vật chứng ở đây, nhiều người không có hiểu. Ủa cái thằng kia mày qua Mỹ tao nhớ mày 14 tuổi biết thằng khỉ gì mà sao giờ mày miệng mày lanh quá vậy. Ủa không có bà đệ tử đó. Con theo sư phụ từ clip số 1, sư phụ lúc không biết nói chuyện gì hết. Thật sự nhiều chữ lắm mà nó không, nhiều cái ý nghĩa mà nó không có chữ. Sau này là tới ngày hôm nay cũng ok rồi thành cái phải đó. Trời nhưng mà bây giờ con thương hơn. Tại vì thua bị chửi nhiều quá, sư phụ phải rành chút. Học nghề mà, này nghề dạy nghề. Sư bữa hổm không biết ca như người ta dịch. Chật nốt, chật chữ hết trơn. Giờ cũng tạm được. Độ mấy cái thằng mà không có chịu nghe nhảo thì mày nghe ca đi, thì mày nghe cái giọng của tao rồi từ từ tao mới độ mày được.
Thấy hôm nay sao Úc qua gặp Na Chi Phùng địch thủ. Nam Hà giải tù, giải tù Nam Hà, bà Nam Ninh gặp ở đây. Còn nữa, còn ông kia nữa. Ông là nhân chứng lịch sử mà của cuộc đời của Thiên Tử nhiều lắm. Không phải một mình không mà dám dựng lên. Nếu mà con là quan tử, con mấy ông già này chắc điên hết thì sao? Không có điên không? Mấy người nông lắm đó. Cho nên lúc mà khi con ra mạng con nói trời ơi, mấy ông có về núi nhiều lắm. Chuyện là thiệt hết trơn à, không phải là như kiểu mấy cái thằng Thiên Tử giả hay gì á, nó dựng lên nó có mình á. Có này ha, mình nguyên một đống toàn là mấy ông học giỏi không à. Sĩ quan Đà Lạt rồi trường Chương Dương chỗ trường, tức là thời thời đó chạy tù A là khoảng bao nhiêu ông tướng ta đông lắm không đông lắm. Là biết hết, biết là đi tìm Thiên Tử rồi thêm chạy tù B, chạy tù C nữa. Còn nó chạy A, chạy B, chạy C, chạy mẹ. Tức là nó theo cấp bậc đó hả? 10,000. Tức là mấy ông mà đầu sỏ là ở ở A. À. Còn mấy ông mà mà về hành chính á, hành chính đạt cái. Còn như quân sự á, nó cũng nhốt ở đó. Còn cấp trung tá nó mà trở lên quân nữa, nó đưa vào chạy B, quân đội. À, chạy C là những người bị bệnh á, chạy C, chạy mễ, những người bệnh. Mễ là gì? Chạy mễ không ai nó đặt lên chạy mễ thôi. Bệnh đó không thả ra đi nhớ cùng chị. Thì mấy ông thấy thời đó bài Kính Thiên ra đời, mấy ông này ông mấy ông đọc mà đâu có hiểu, mà đến khi mà gặp sư phụ rồi mấy cả mấy ông người trong cùng gần mấy chục năm ông quản hồn á, có nghĩa là bữa với lối ví dụ cũng giống như cuộc đời con hay là cái cơ bản của nước Việt á, nó cũng giống như là một chiếc xe assembly, con thiếu con ốc con được đúng không, đúng lúc mà hãy gáp gáp vô vậy. Đến ngày đến giờ gặp người này gặp gặp gặp. Chứ lúc trước sư phụ tính đi tù, tức là mình thí nghiệm hết cuộc đời này rồi, tính mở cái chùa đi tù, tù nổi. Không phải là tự về sư mẫu đẹp đâu. Không phải tự về ở trên là vậy đó. Là tự vì hai cái dòng máu cái DNA đó, cõi trời với cõi nước thì nó cũng trở lại cái lịch sử là Lạc Long Quân Âu Cơ rồi xưa vậy, cho nên mấy kiếm gì rồng rồi tim